cha đẻ Pokemon, từ cậu bé vô dụng đến ông trùm thương hiệu game làm điên đảo cả thế giới. Cho đến nay, Pokemon là một trong những thương hiệu lớn nhất mọi thời đại trong lĩnh vực game, anime và manga. Đội quân ấy tràn ngập khắp nơi, từ video game sang phim hoạt hình anime, truyện tranh, manga, rồi cả điện ảnh khiến thế giới đứng ngồi không yên. Trong khi ấy thì cha đẻ của Pokemon lại vẫn quyết giữ mình trong bóng tối, xa lánh thế sự dù vẫn đang mải miết với những ý tưởng tuyệt vời khác. Ý tưởng ngoạn mục đến từ tình yêu với côn trùng. Pokemon được hãng Nintendo cho ra đời vào năm 1996 nhằm phục vụ cho trò chơi cầm tay phổ biến nhất của họ, Game Boy. Cái tên đầu tiên được đặt ra cho Pokemon là Pocketto Monster, phát âm tiếng Nhật của Pocket Monster, quái vật bỏ túi, và sớm được người Nhật Bản rút ngắn lại thành Pokemon. Tác giả của trò chơi này là một nhà thiết kế game người Nhật có tên là Satoshi Tajiri. Satoshi đã nghĩ ra ý tưởng và làm nền móng cho Pokemon nhờ những ký ức thời xa xưa của ông khi còn nhỏ vẫn hay tìm bắt những con bọ, cho vào hũ và thầm ước mình có thể huấn luyện chúng để chiến đấu như một bộ phim giả tưởng trên TV mà ông rất thích xem. Đứa trẻ vô dụng trong mắt cha mẹ. Satoshi Tajiri sinh ra ở Machida, một vùng ngoại ô của Tokyo. Cha ông là một nhân viên bán hàng cho Nissan, còn người mẹ ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Khi còn nhỏ, Satoshi vô cùng yêu thích khám phá thiên nhiên và đặc biệt cuốn hút với côn trùng. Ông thích thu thập côn trùng, săn tìm chúng trong ao, ruộng và rừng. Để thỏa mãn tình yêu với chúng, ông không ngừng tìm kiếm côn trùng mới và tìm ra những cách thức mới để bắt côn trùng. Cũng vì quá đam mê sưu tầm côn trùng, khi đi học, ông được bạn bè gọi với biệt danh là Dr. Bird, tiến sĩ côn trùng. Vào cuối những năm 1970, những cánh đồng và ao mà Satoshi Tajiri yêu mến đã bị san lấp hết và thay vào đó là những tòa nhà chung cư và trung tâm mua sắm. Đến lúc này, niềm đam mê của ông cho côn trùng vẫn không suy giảm, nhưng nó đã chuyển sang một cách thích ứng khác, đưa chúng vào trò chơi video. Satoshi Tajiri bước vào thế giới của game khi còn học ở trường kỹ thuật, dành hầu hết thời gian vào trò chơi arcade. Ông không ham học và thường trốn học để chơi game. Và như mọi bậc phụ huynh khác, cha mẹ ông rất lấy làm phiền lòng vì điều này. Họ thấy thất vọng và đau lòng khi tin rằng con trai mình là đứa trẻ không có tương lai và không thể nào cải tạo. Pokemon xuất hiện. Cuối cùng, Tajiri tốt nghiệp từ một chương trình 2 năm của trường cao đẳng công nghệ quốc gia Tokyo. Cha ông muốn ông trở thành một thợ sửa điện với mức lương đủ trang trải hàng ngày. Tuy nhiên, Tajiri không bao giờ chấp nhận một công việc mà ông không thích. Năm 1981, khi 16 tuổi, Satoshi Tajiri giành chiến thắng trong một cuộc thi được tài trợ bởi Nintendo cho một mô hình thiết kế trò chơi. Khi Tajiri học nhiều hơn về game, ông đã tự học được cách làm thế nào để viết phần mềm cho game, bằng cách đầu tiên là tháo một chiếc máy Nintendo Entertainment System để xem cách nó vận hành như thế nào và sau đó học cách lập trình cho nó. Năm 1987 thì Satoshi Tajiri xuất bản trò chơi đầu tiên của mình tên là Quinty cho hệ thống giải trí Nintendo. Hai năm sau, ông chính thức thành lập công ty Game Freak. Tajiri và Game Freak tiếp tục phát triển nhiều tựa game cho các công ty như Nintendo và Sega, bao gồm các tựa như Cherry Boy, Yoshi, Mario and Wario năm 1993 và Punch-Man năm 1994. Satoshi Tajiri dần trở nên nổi tiếng khắp nước Nhật với tư cách là một chuyên gia về trò chơi video game. Ông xuất hiện trên truyền hình và đài phát thanh để nói về các trò chơi video game. Năm 1990, khi Tajiri chợt nhìn thấy hai đứa trẻ chơi game với nhau bằng thiết bị Game Boy và có sử dụng các cổng liên kết, ông tưởng tượng côn trùng bò dọc theo dây kết nối giữa hai chiếc máy. Khi nghĩ về khả năng liên kết giữa nhiều máy qua các sợi dây, ý tưởng về Pokemon lớn dần. Ông muốn cho trẻ em hiện đại có cơ hội săn lùng những sinh vật như ông đã từng được trải qua khi còn nhỏ. Ông đã nêu ý tưởng về Pokemon cho Nintendo, mặc dù họ không hiểu đầy đủ về khái niệm của trò chơi. Sau đó, ông đã tự bỏ ra một số vốn ban đầu và nhờ một studio khác phát thảo những ý tưởng của mình. Sau đó, ông trình bày bản phát thảo trước Nintendo và nhận được số vốn ban đầu cũng như huy động sự hỗ trợ từ studio thiết kế game Creatures Inc., người được cử ra để giúp đỡ Tajiri phát triển ý tưởng này là Shigeru Miyamoto, người đứng sau một loạt game thần thoại là Mario, The Legend of Zelda, Pikmin và Donkey Kong. Sau 6 năm phát triển, phiên bản Pokemon đỏ và xanh đã hoàn thành. Mặc dù phần cứng của Game Boy đã trở nên lỗi thời, trò chơi vẫn tăng trưởng đều đặn và ngày càng phổ biến, vì nhiều người trẻ không thể đủ khả năng
để mua một thiết bị cầm tay mới, nên họ quay sang các trò chơi Game Boy cũ không quá tốn kém. Thành công vượt thời gian. Chỉ một thời gian ngắn sau khi ra mắt, Pokemon được giới trẻ khắp Nhật Bản đón nhận. Hình ảnh những chú Pokemon dễ thương đi vào manga, anime càng khiến trẻ em khắp nơi yêu mến. Lúc ấy, hình ảnh Pokemon tràn ngập đất nước mặt trời mọc. Phát hành lần đầu tiên ở Mỹ vào năm 1998, Pokemon đã gây ra một cơn sốt trên khắp đất nước này. Tuy thời gian này, những đường nét còn sơ khai, hệ thống chiêu thức và chất lượng hình ảnh chưa cao, nhưng đã đặt nền móng cho những bước tiến triển vượt bậc của Pokemon. Và nó cũng đã đủ để chinh phục được hàng triệu con tim của khách hàng. Trong 24 tháng đầu tiên sau khi Pokemon ra đời ở Mỹ, hãng Nintendo đã bán được khoảng 20 triệu trò chơi Pokemon cho hệ máy Game Boy Color và Nintendo 64. Từ 151 loại Pokemon được phát hành lần đầu tiên trong hai phiên bản Pokemon Red và Pokemon Blue, đến nay số lượng Pokemon được thống kê là 722 loại, được chia thành 18 hệ khác nhau, bao gồm Bug, Dark, Dragon, Electric, Fairy, Fighting, Fire, Flying, Ghost, Grass, Ground, Ice, Normal, Poison, Psychic, Rock, Steel, Water. Số lượng Pokemon sẽ tiếp tục tăng thêm khi Nintendo cho ra đời các phiên bản game Pokemon mới. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Chưa bao giờ bị lãng quên. Tính đến những năm 2000, Pokemon gần như phủ sóng trên khắp toàn cầu. Quốc gia nào, lứa tuổi nào cũng mải mê với trò chơi săn lùng những con côn trùng dễ thương này. Pokemon đã trở thành một trong những dòng game thành công và sinh lời thứ nhì trên thế giới, chỉ đứng sau Mario, vốn cũng thuộc Nintendo. Với Pokemon, Tajiri đã có tên trong danh sách 100 nhà phát triển game hàng đầu mọi thời đại do tạp chí IGN bình chọn, và đi kèm danh tiếng đó là những khoản lợi nhuận kếch xù. Ít ai biết rằng hãng Game Freak lừng danh, nhà phát triển series game Pokemon, xuất phát chỉ là một tờ tạp chí game viết tay vào năm 1988. Nhưng đến năm 2006, thương hiệu Pokemon đã có giá trị lên tới 800 tỷ đô la, tương đương 1/6 GDP của Nhật Bản lúc bấy giờ. Vào năm 2010, hai trò chơi Pokemon là Pokemon Heart Gold và Pokemon Soul Silver được công nhận là những game hay nhất trên hệ Pokemon Nintendo DS, chỉ xếp sau New Super Mario Bros. Riêng tại Nhật Bản thì thành công của game Pokemon đã kéo theo những sản phẩm chuyển thể và cũng nổi tiếng không kém, đó là anime và manga nhiều tập cùng với hàng loạt sản phẩm đồ chơi và các phương tiện khác. Game Pokemon giờ đây đã phát triển lên đến thế hệ thứ 7, thế hệ mới nhất hiện nay bắt đầu từ giai đoạn từ 2016. Điều đó cho thấy dẫu là một game cổ ra đời từ những năm 90 thế kỷ trước, nhưng Pokemon chưa lúc nào bị lãng quên, mà ngược lại vẫn khẳng định là một trong những tựa game hùng mạnh hàng đầu thế giới. Người tạo hình nhân vật. Nếu Satoshi Tajiri, 50 tuổi, là thủ lĩnh giấu mặt của Game Freak, thì cộng sự cùng tuổi của ông, Ken Sugimori, lại càng kín tiếng hơn. Sugimori lần đầu nhìn thấy tờ báo Game Freak ở một cửa hàng Doujinshi và tìm gặp ông chủ bút. Khi Tajiri miệt mài phát triển Pokemon tại Nintendo, thì Sugimori cũng say sưa với các bạn vẽ. Ông là người vẽ toàn bộ 151 nhân vật trong Pokemon, cũng như phát triển nhân vật cho các phim và game liên quan. Trong hai dự án game Pokemon Black Version và Pokemon White Version ra mắt lần đầu năm 2010, Sugimori phụ trách nhóm 17 người chịu trách nhiệm thiết kế nhân vật và cho biết ông có cảm hứng khi quan sát động vật tại các sở thú cũng như các khu hải dương hồng. Vẫn đồng hành bên nhau tại Game Freak và không ngừng theo đuổi sự bành trướng của Pokemon, Tajiri và Sugimori dường như khó vượt qua được cái bóng quá lớn của đội quân quái vật này, nhưng biết đâu được họ đang âm thầm thai nghén những nhân vật hư cấu khác. Từ một trò chơi đơn giản tưởng như dành cho trẻ em, Pokemon giờ đây đã trở thành biểu tượng văn hóa của Nhật Bản, tương tự như hình tượng chuột Mickey ở Mỹ. Sự thành công của Pokemon cho thấy một ý tưởng tuyệt vời được chắp cánh bởi một nhà đầu tư tuyệt vời và những con người tuyệt vời sẽ tạo ra khả năng thống trị cũng như sức sống lâu bền với thời gian. Những sự thật thú vị. Có một sự thật trong thế giới Pokemon là bất kỳ thứ gì không phải con người đều có khả năng là Pokemon. Từ côn trùng như bướm, sâu, bọ cánh cứng, tới đồ vật vô tri như chùm chìa khóa hay đống rác, thậm chí Pokemon có thể là cây cối hay rau củ. Nhân vật chính của series anime Pokemon có tên tiếng Nhật là Satoshi, được đặt theo tên cha đẻ của dòng game này là Tajiri Satoshi.
Đối thủ của Satoshi là Shigeru, được lấy từ tên của Miyamoto Shigeru, cha đẻ của dòng game Mario. Trên thực tế, rất nhiều người biết đến Pokemon thông qua hình ảnh Pikachu, nhưng sự thật linh vật gốc của Pokemon không phải là Pikachu mà là Clefairy. Tuy nhiên, vì sự đáng yêu của Pikachu cùng tình cảm đặc biệt với nhân vật chính Satoshi, chú ta nhanh chóng trở thành nhân vật trung tâm. Thật khó tin khi Pokemon mới là thương hiệu có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 59,1 tỷ đô la Mỹ. Thống kê vào năm 2018, vượt qua cả hai cái tên đình đám là Marvel và Star Wars. Xét tổng thể các loại hình như là game hoặc hình điện ảnh hàng hóa ăn theo, thì Pokemon là thương hiệu giữ vị trí đầu bảng về khả năng kiếm tiền. Năm sau, fan của Pokemon sẽ được thưởng thức bộ phim Detective Pikachu dựa trên tựa game cùng tên rất thành công. Phim do Legendary Entertainment sản xuất với sự tham gia lồng tiếng của Deadpool, Ryan Reynolds trong vai Pikachu cùng các diễn viên Justice Smith, Catherine Newton, Ken Watanabe. Phim bắt đầu được khởi quay từ tháng 1 năm nay và dự kiến ra rạp vào ngày 10 tháng 5 năm 2019. Trong tiếng Nhật, Pika Pika là từ tượng thanh, mô tả tiếng tanh tách khi phát điện, còn Chu Chu là âm thanh của tiếng chuột kêu. Trong các phiên bản tiếng Anh, đa số tên của các bảo bối và nhân vật đều có sự thay đổi giữa tiếng Nhật và tiếng Anh để người xem tiện theo dõi. Chỉ có Pikachu là cái tên được giữ nguyên. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng là ở Nhật Bản có hẳn một viện nghiên cứu về Pokemon. Hàng năm đều có các lễ hội về Pokemon, thu hút hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới. Năm 2014, Pokemon Pikachu được chọn làm hình ảnh đại diện cho đội tuyển Nhật Bản tại FIFA World Cup Brazil. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!